Fortuner 2015 mà hôm nay chị đi 8 năm rồi mà chỉ lăn bánh được có 35.000 cây số thôi nha cô chú anh chị. Quang Khánh xin kính chào toàn thể cô chú anh chị nha. Hôm nay bên em lại về thêm một chiếc Fortuner máy xăng số tự động một cầu. Con xe này phải gọi là siêu đẹp luôn nha anh chị. Được cái là 2015 cho tới giờ đã là 8 năm sử dụng nha. Chỉ mới lăn bánh được có 35.000 cây số thôi ạ. Mâm vỏ đồ còn nguyên zin hết luôn. Khánh vừa mới về ngày hôm kia, hầu như bên ngoài là không một vết trầy nào luôn anh chị. Đó, Khánh sẽ đi xung quanh xe trước để anh chị ngắm nghía cái xe nè, rồi mình coi cái xe nó có liền lạc với nhau hay không nha. Thậm chí những cái keo, những cái ron trên cái body kit chưa có tháo ra mà nó cũng không có bong luôn anh chị, còn mới tinh luôn. Đó, thật sự là Khánh đã nhìn thấy qua nhiều chiếc xe rồi nhưng mà không có thấy được chiếc nào nó cũng nó ok mà nó đẹp, chất xe nó cứng như con này. Về cái con mẫu Fortuner đó. Riêng cái con mấy cái mẫu này thì đa phần người ta dùng để đi gia đình thôi chứ không có chạy kinh doanh. Tại vì cơ bản nó tiêu hao tầm khoảng 13-14 lít cho 100 cây. Thì về cái đi kinh doanh thì nó sẽ không có được lợi cho lắm. Nhưng mà cái con này đi gia đình phải gọi là đúng chất nha anh chị. Rất là đẹp luôn. Thiết kế bên ngoài có body kit nè. Rồi chủ xe cũng độ đèn lên rồi nè. Đó. Thôi bây giờ Khánh sẽ không làm mất thời gian của anh chị nữa. Khánh xin phép được đi vô chi tiết chiếc xe này luôn nha. Về phần đầu tiên cũng như thường lệ thôi, Khánh sẽ quay cái phần nắp capo trước cho anh chị xem. Thì capo còn nguyên zin chắc chắn rồi, điều đó là chắc chắn luôn. Xe thì bên Khánh sẽ về bảo dưỡng nè, làm đồng sơn nè, thay nhớt, lọc nhớt, thay hết tất cả những cái gì mà liên quan tới vận hành xe cho anh chị ha. Phần cản trước thì còn nguyên zin, chưa có cái này bị trầy tí xíu, bị trầy xước râu mèo tí xíu, nhìn không phải trầy nữa mà nè, nó dính bụi tí xíu nè, xước nhờ đường xuống như nè, những cái vết như nè, đó Khánh sẽ cho đánh bát ra ha, không có sao hết. Đây phần cản này, cản này bị trầy tí xíu dưới đây nha anh chị, đó Khánh sẽ cho làm đồng sơn lại. Đó, cản này cũng đã sơn là một lần rồi nè. Đèn thì chủ xe cũng đã độ lên hai cái đèn bi led nha anh chị. Và một cái bóng led cho bóng đèn pha ha, bi gầm led luôn nha. Biển số tỉnh con này thì một chủ từ đầu chắc chắn luôn với anh chị luôn, 221-7461E, xe Bình Dương ha. Đó, anh chị nào ở tỉnh thì bên Khánh sẽ hỗ trợ rút bao hồ sơ gốc cho anh chị nè. Rồi đó, chất xe thì quá đẹp luôn. Bộ tem này hình như là tem dán thêm, còn tem zin nó là bên hai bên cửa nha anh chị. Đó, Khánh có ghi là chữ giữ tem lại nè. Đó, bình thường những cái mẫu này nếu mà không biết thì sẽ bị lột cái tem ra luôn, nó mất giá trị. Đây, một cái phần quan trọng của chiếc xe này là cái cản bên phải vẫn còn zin của chỉ zin từ nhà máy luôn. Đó, anh chị thấy không, không có chiếc nào 2015 cho tới giờ mà đi chắc như con này đâu, đi 35.000 cây số chuẩn nha. Sơn zin từ nhà máy vẫn còn, nhưng mà bắt buộc Khánh về Khánh phải sơn lại tại nó bị trầy bên kia. Trầy bên kia thì sơn cản bên kia, bên này Khánh giữ lại nha. Mâm vỏ thì còn nguyên zin nè. Mâm vỏ nguyên zin, chưa có thay gì hết nha anh chị. Vỏ này đát 2015 luôn nha. Đó, anh chị thấy không? Xe rất là cọp. Anh chị nào mà chúng ta đam mê đi những dòng này, đi cho này luôn là Khánh đảm bảo với anh chị là không bao giờ mà anh chị thấy hối tiếc luôn á. Sơn cửa zin nè. 2015 cho tới giờ anh chị thấy ha. Đó, giữ được cái chất của chiếc xe, tắp ly còn mới tinh luôn, mới căng luôn. Đó, ghế chỉnh điện bốn hướng, sáu hướng anh chị. Đó, chỉ có cái da ghế nó bị sờn chỗ này thôi, Khánh chắc sẽ cho xử lý lại cái da ghế này cho anh chị. Còn toàn bộ nội thất bên trong là zin hết, nguyên zin hết luôn. 35.000 cây số cho một chiếc xe 2015 đi 8 năm. Đây. Đó, những cái mà tắp lô nè còn nhám cào luôn anh chị. Mặt vô lăng nè. Mình không phải là Khánh bán xe là Khánh khen chiếc xe đâu, nhưng mà thực tế anh chị coi, Khánh sẽ nổ máy trước luôn. Đây, km thực tế của xe là 35.195 cây anh chị ha. Đó, rồi lên tắp lô nè. Anh chị thấy không? Cái tắp lô nó mới tinh luôn. Mặt dưỡng nó bóng cho tới từ cái mặt dưỡng của những cái nút điều khiển dàn lạnh nè, rồi tới cái mặt dưỡng của đầu CD nè, chị thấy ha. Đó, 2015 mà cái chất xe vẫn đẹp như thế này. Kiếp
đâu ra những chiếc dòng vậy nữa. Anh thật sự anh cũng rất là thích cái dòng Fortuner này, nhưng mà do điều kiện kinh tế cũng chưa có cho nên em cũng chưa có mua cái xe này được. Thật sự là một cái chiếc xe mà trong mơ của rất là nhiều người, ngay cả em bán xe như thế này em cũng rất là thích cái mẫu này. Nó thể thao, thiết kế phần đầu nó rất khá là giống chiếc Land Cruiser, thể thao gầm cao 7 chỗ chị thấy không, tắp ly rất là mới luôn, thậm chí cái bệ bước, cái bệ bước chân lên đây nè anh chị thấy nó cũng không có bị trầy nữa. Dàn ghế sau toàn bộ ghế là zin hết nha anh chị, lót sàn ghế zin, trần nỉ zin luôn, mới tinh, không có một dấu dơ nào luôn anh chị, quá là đẹp luôn. Con này mua với mấy giá mà Bình Khánh đang chào bán là 595 thì con này rất là đáng để anh chị cân nhắc luôn. Nếu anh chị nào chúng ta thực sự quan tâm và đam mê cái dòng Fortuner TRD này nha. Đây phần đèn phía sau nè, đèn zin, đèn chưa hạ luôn nha anh chị, để Khánh mở cốp cho anh chị xem nè. Đèn zin chưa hạ một lần luôn nha. Đó, anh chị thấy không? Không có một dấu mở đèn luôn ha. Bên này cũng vậy nè. Không một dấu mở đèn luôn, hai cái đèn trước sau, máy móc mới tinh. Và đặc biệt anh chị thấy cái phần này nè. Đó, thấy không? Không có chỗ trầy xước gì luôn. Đó. Đâu quá. Những cái chỗ này rất hay bị trầy xước nè, chị thấy ha. Không có trầy xước gì luôn, mới tinh luôn á. Vỏ dự phòng là chưa hạ luôn nha anh chị. Đây, vỏ dự phòng đây. Còn sơn còn gai luôn. Gầm bệ còn mới tinh. Đó. Quá là đẹp ha. Cốp cabo bốn cửa keo chỉ, Bình Khánh là cam kết luôn là không có đâm đụng ngập nước, bảo hành cho anh chị thêm một năm hộp số và động cơ keo chỉ zin luôn nha. Quá là đẹp luôn. Hai cái bên hông này nè Khánh đánh dấu vô để giữ lại cái bộ tem, giữ lại bộ tem nha anh chị, giữ tem ha. Máy tinh luôn nha. Khánh quay kỹ kỹ là hôm nay Khánh quay góc nhỏ nhỏ hẹp hẹp lại cho anh chị thấy rõ được cái đường may, đường chỉ của từng cái chi tiết luôn. Máy tinh luôn. Dạ rồi, và vừa rồi là một vài hình ảnh sơ lược về con Fortuner. Con này thì chưa có làm đẹp gì hết nha anh chị, nhưng mà Khánh nghĩ chắc làm đẹp cũng nhanh thôi, chắc tầm khoảng 4 ngày là xong. Vậy thì ngay từ bây giờ thì anh chị nào chúng ta quan tâm thì có thể liên hệ với Khánh hoặc là xin lên xem xe trực tiếp luôn nha. Thông qua số điện thoại bên trên màn hình thì Khánh có để số điện thoại để cho anh chị chúng ta có quan tâm thì liên hệ ngay với Khánh. Fortuner 2015 siêu đẹp nha anh chị, nước sơn zin luôn, tới 95% luôn ạ. Con này mới đi có 35.000 cây số thôi. Anh chị nào mà chúng ta thắc mắc thì Khánh sẽ có thể gửi cho anh chị xem thêm cái lịch sử bảo dưỡng của chiếc xe để mình an tâm hơn nha. Đó, toàn bộ làm trong hãng và chuẩn 35.000 cây số, chất xe siêu đẹp luôn. Con này thì đang được chào bán bên Tân Cảng là 595 triệu thôi nha cô chú anh chị. Đó, và Khánh xin phép kết thúc video tại đây và xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video lần tới ạ.